Alo, bước vào trận chung kết thứ hai của bên phía Sky Red. Vâng, ngày hôm nay các bạn thấy là bên Game TV không có một trận nào có Seng suốt 4 giây đấu, còn bên phía Sky Red thì Seng liên tục Seng, không gì hiểu nổi. Đang biểu tình chống Trung Quốc mà sao bên này lại theo Trung Quốc vậy? Lùa hươu về đi, nền đất nhà núi là nền đất xanh mượt, rừng đã có rồi. Hay lùa tí nữa lùa bãi hiêu về kia rồi. Những cây gỗ đầu tiên khá xa nhà chính của game thủ nối. Bằng đây sẽ một bài mà game thủ Sẻ và game Hồng Anh và game thủ No 1 sẽ người dâng lờ. Hai cùng thì trồi hết ra ngoài cánh rồi. Chim sẻ. Xem hốc nhà em ở đâu. Hốc nhà game thủ chim sẻ ở đâu. Vâng, rừng rừng rú đây rồi. Có rừng ở đây là mừng rồi. Rất may là game thủ của chim sẻ có rừng ở phía này. Ừ, có voi, mừng rồi. Vẫn đang nắn nót lùa bảy hiêu từ rất xa chính về, các bạn thấy là thao tác của sẻ. Thêm một con voi nữa dành cho sẻ. Thế là bài hai voi hiêu năm rồi. Bâu bài này không được. Bài này không được, quan trọng là đồ ăn nữa thôi. Quan trọng là đồ ăn của sẻ nữa thôi. Tôi chỉ cần như vậy là đủ. Vâng, một tay lùa hươu, một tay câu voi. Những cái thao tác mà ít game thủ có thể làm được. Nói chung mất tay một tí thôi là chết dần ngay. Những thao tác này mất tay một chút thôi, sao nhãng một chút là chết dần ngay. Rồi, đã xong. Một con voi đã nằm tại nhà chính. Giờ tôi cần thêm một bãi quả phụ nữa. Và game thủ No 1 phải là người chém tốt. Còn nếu không chém tốt thì nên nên chém thủ cho game thủ nên chém thủ cho game thủ AC. Bài này AC rất dễ khung, hai rừng ốp hai bên. Bên kia lại có Seng của game thủ đây rồi. Quả phụ thì đây có cả voi. Mừng chưa? Con này hai con đi, một tơn câu hai voi của sẻ. À không. Kéo gom dân ra để ăn ăn bãi quả. Nó chuẩn hơn rất nhiều. Còn tí nữa câu voi sau. Xong rồi, những con hiêu đang chết rất đẹp, rất tươi, mọi thứ đang rất chuẩn mực dành cho sẻ. Hồng Anh, Katarian có quả phụ 2-3 dân kích. No 1, vâng, chỗ này vừa phát hiện ra chỗ này đôi voi dành cho, ngay cạnh đấy là bãi quả sẻ ăn rồi. Hai voi đấy là của game thủ No 1, 7-40 dành cho game thủ No 1 với bài 24 dân. Hai con voi này lực của game thủ No 1 sẽ là khỏe đây, dâng lờ đi. Gom dân đi dâng lờ thôi. Đúng rồi. Dí thẳng vào mặt bất cứ một nhà nào luôn. Núi 26 dân đánh cung. Thế là game thủ Katarian của Hồng Anh là người dâng lờ. Bài này nói chung là hơi khó nhằn đây. Hơi khó nhằn trong thời gian ban đầu. Thêm một chiếc S nữa ở chiếc rừng này. Khả năng phải gom hết về phía này thôi. Một lúc nữa. Ô, theo báo về thì pan của game thủ Mitodo đánh 24 dân. Ban 22 dân dò 4% của Mitterdon. Không thể đơn giản được. Thôi, vậy thì khả năng Mitterdon trong cánh rồi. Ôm thẳng vào nhau thôi. Vậy thì vậy chả có nhé lại xem lại chém. Vậy theo báo về rồi, Hồng Anh vừa báo về là sẽ đánh chém. No 1. Vâng, 68 lên đời rất sớm một bài. Vâng, 22 dân mà 10 không mấy đã lên đời rồi. Kinh khủng một bài pan khỏe như vậy. 10-15 của game thủ màu 1, màu 3 No 1. Ủa, quá khỏe, pan khỏe vậy. Theo báo về thì Seng của He đánh 24 dân. Nhưng mà chưa biết đánh cái gì. Đánh chém hay đánh cung thì tùy em ấy thôi. Vâng, xem sự chỉ đạo, nói chung là bài dị từ các game thủ bên phía Sergades. Quay trở lại với chim 27, bài rất khỏe của chim. Nhưng quan trọng là bên kia là pan đánh 22 dân. Vâng, lên đời siêu sớm. Sẻ có nên công tê cùng không? Sẻ có nên công tê cùng No 1 không? Hay là tê thủ? No 1 đẩy giò gặp ngay game thủ màu 7. Meo. Meo cầm quân gì? Grick à? Vâng, Meo là cầm Grick rồi. Grick đối đầu con giò công thủ của No 1. Vâng, phải là chọc giò tinh tế hơn. Ăn được nhiều dân đi thì mới tươi. Dâng vào bên trong đâm mi không? Hay là... Vâng, Seng đánh cung rồi, báo về là Seng đánh cung rồi. Seng đánh bài 24 cộng 1 đánh cung.
2L bắt đều. Thôi chạy đi. Rồi địa điểm ăn hoang nữa. Có cần lên bánh xe không? Vâng, 25. Thế trận chưa biết đâu mà lường. Seng của game thủ He là người đánh bài. 24 dân đánh cung. 2L ngay tại bãi vàng của game thủ. Kéo con giò về. Kéo con giò về đi. Ô đây rồi. Xẻ. Vâng, quay cái con giò về và sau đó tìm cái bãi gỗ chỉ cho xẻ thôi. Vâng, hình như mèo cầm grick vàng ăn ở chỗ nào. Đây, Pam vẫn đang còn ăn hoang đây này, quá khỏe. Núi 20 bị Seng chọc rồi, bị Seng với ai chọc rồi thì phải. Hồng Anh 26 dâng L. Seng của He đánh cung. Chim sẻ đi nắng 31. Vẫn đang tìm những cái địa chỉ bãi gỗ và bãi vàng của game thủ mèo. Quay trở lại với game thủ nô 1 thôi. 29/36. Lên bánh xe xong rồi. Bơm 100 vàng nâng thủ 4 luôn. Ờ, Yugi chưa có bánh xe. Tôi tưởng Yugi đánh cung nhưng không phải. Đánh lạc đà nhưng bài trâu ruộng. Ồ vâng, Yugi chưa có bánh xe. Ái già, thanh niên này đánh 22 dân nhưng mà chưa có bánh xe. Có đâm mi không? Cắm mi luôn là chuẩn đấy. Vâng, cắm mi luôn là chuẩn. Những con lạc đà Katarian. Vâng, cái bãi gỗ kia hở kìa. Nhưng có phù rồi. Sẻ là người lên thủ 4 sớm. Đấy, có phù thủ. Con giò vào chọc con phù. Không, giữ đi. Sẻ đệ 41/52 rồi. Rất tươi. Đẩy nhẹ một cái thôi. Mèo đang né dần rất tốt. Nhưng bây giờ là game thủ sẻ sẽ đẩy thẳng sang nhà game thủ Yugi. Cung R của AC đã là thủ 4. Rất chuẩn mực. Bây giờ nó một là người giữ quân. Và đợi. Cả game thủ máu 5 ở đây nữa. Ô, thế tức là một mình Seng một bên kia rồi. Ô, y xong rồi. Rất may là y đã xong. Liệu có hở không? Liệu liệu cái hàng nghe kêu hở không? Kéo cả dân đập. Kéo cả dân đập luôn. Vâng, 30/48 là timeline của. Vâng, kéo dân thật. Vâng, một. Không được, 29/48. Ờ không, những con sọc đơn của Roman. Ơ nổ rồi, sọc đơn Roman vào. Lọt thôi, lọt. Đúng rồi, giả vờ thế thôi, cho ăn dân rồi. Bắt đầu kéo quân vào, chim sẻ đi nắng. Y vào rồi, và bắn phù trước. Sẻ và bắn phù, phù. Rồi, đúng rồi, đẩy đang rất tươi. Cánh này khả năng là được. Vâng, chim sẻ điểm số mới là người đang cao nhất bản đồ. Sang cánh kia Hồng Anh, 18 thôi. Vâng, Seng chạy nhà rồi, Seng của He chạy nhà rồi. Tươi quá, vâng quá tươi luôn. Xem bên này núi, mình lẻ đến 36. Đã thổi xong nhà game thủ Seng. Seng chạy nhà rồi. Thế là bên nhà đội bạn chỉ còn một mình nhà màu 5 chắc nhà thôi. Núi bố trí lên cái thủ sớm đi. Núi bố trí nâng cái thủ cho con cung sớm nhá. No 1, 15 thôi. Vâng, y của game thủ no 1 có cả ở đây. Đâm tất cả các thể loại gió mùa luôn. Đâm tất cả các thể loại. Y của game thủ Katarian. Đây rồi, y Katarian thì nó bá đạo. Vâng, phải nói nó bá đạo luôn vào cái đời ba này. Vâng, 150 tiết. Có ai bơm đồ không? Sẻ có để ý bơm đồ cho game thủ no 1 có thể sóc y không? Cân luôn. Sẻ ủng 7 xịch rồi. Cung R AC giáp 4. Úi trời, lạc đà Parmidan giờ không còn ý nghĩa gì đâu nữa anh ơi. Giờ làm gì có cước. Vâng, AC thủ 4 ngay từ phút thứ 16 cơ. Tăng thêm ma nữa đi. Vâng, lượng ruộng vẫn đang hơi ít. Vâng, tham la màu 5 mình đang to, không sao. Màu 5 to thì đã có sẻ. Vâng, màu 5 chỉ là Roman thôi. Vẩy e trước mặt. Vẩy e trước mặt nhá. Để ý vẩy e trước mặt. Vâng, bơm đồ cho nô 1 để nô 1 đâm mi. Nhàn hơn rất nhiều. Quay thêm ruộng, sẻ quay thêm ruộng đi. Để có thể bơm đồ cho nó một đâm mi. Thế trận đã nhàn hơn rất nhiều. Bây giờ mặc dù tham nay là cân, nhưng bên mình đang ưu việt hơn rất nhiều. Khi mà cung RAC, vâng, mới là người tạo ra sự khác biệt. Còn Ikatarian đã có thủ chưa? Rất nhiều sọc đơn. Không được, phải chạy. Chạy 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 chạy. Thôi, chuột rút, chuột rút. Vâng, 8x rồi. Phải quay thêm ruộng để có thể bơm cho game thủ nó một đâm mi tốt hơn. No 1 có 9 thôi. Nhưng mà y vẫn chưa có thủ. Ai có bơm đồ cho No 1 được không? Vâng, không ai chịu bơm cho No 1. Khổ. Cái nhà cần bơm. Nhà này mới là nhà cần bơm này. Ô vâng, tham này bên mình to, rất to rồi. Thế mình siêu ưu. Màu 5 yếu lắm rồi. Hình như sẻ vừa bắt một tên quân to. Úi giời, tên này đẩy màu 5 bung chặt. Không bung thì cứ chặt đầu tôi đi.
Mà không bung cứ chặt đầu tôi đi thật luôn. Tôi thề luôn, tôi bỏ đầu lại đây luôn này. Vâng, thề luôn, tôi này không bung thì tôi xề khôi không phải là Lucky. Vâng, vâng, Lucky từng bình luận cái trận đấy điêu, nhưng mà tôi thề tên này mà năm không bung thì cứ chặt đầu tôi đi thật. Một lít rồi, win chặt. Đấy, trận này mà không win thì cũng chặt đầu tôi đi. Vào hộ phát. Những cái con chém của Greg, của Mèo Mèo. Bo giày vào đấy, cái hàng đấy bo giày vào. Bo giày vào. Những chiến sĩ của của cái trường an ninh đằng sau đang quất đông rồi. Lên thuyền, xin mời vô thường lên giường. Ô, cũng rất nhiều chém của Mèo Mèo. Nhưng bây giờ thì những cung R của AC nó là giáp 4 rồi. Y của game thủ No 1 phải là người thả vào những cái nhà L. Vâng, đen hết toàn bộ nhà L của game thủ vô thường đi. Cẩn thận lủng nhà em ơi, bo vào, không được để lủng nhà. Mèo Mèo là người cơ hội lắm. Bây giờ đi quả bản đồ thôi. Phải có giỏi đi quả bản đồ. Các cái bên First Secret bung hết rồi. Hồng Anh, màu 6 lại hồi rồi. He he, xeng hồi đâu. Có quân tỉa ra bản đồ được không? Có quân tỉa ngoài bản đồ được không? No 1, 11 thôi. Núi, vâng, 48 rồi. Núi phải là người nâng bản đồ. À, Núi là phải người tỉa quân đi tìm, đi tìm địa, tìm địa điểm hồi của thủ màu 6. Liệu phía 9 giờ có không? Hồng Anh để ý phía sâu 9 giờ đi. Hồng Anh 9 thôi. Bây giờ màu 6 hồi đâu? Giữa bản đồ kìa. Giữa bản đồ, chim sẻ. Bảo nhau với, bảo nhau giữ bản đồ luôn. Đấy, sợi. Hộ cái, bây giờ là hồi dân làm gì có quân, làm gì có cước. Đấy, bây giờ là nhiệm vụ Hồng Anh là chỉ thế thôi. Chém mấy con sư tử cho bên đội bạn hết ăn hoang. Và sau đó là đấy, gọi game chim sẻ đến xúc nhà game thủ hè. Thôi, thôi. Mừng mấy con lạc đà này giữ mà đồ chơi đi. Toàn cái loại thương binh 3 trên 4. Đấy, bây giờ Yugi 22 dân, dò 4%, không thi đấu. Đấy, dò 4% nhưng mà không thi đấu. Tham lai đè lắm rồi. Trận, ô quên rồi. 3-1. Quá hay, một trận đấu bằng chim sẻ. No 1 đánh cực kỳ hay. Nói các game thủ bên game TV đánh rất hay rồi. Vâng, hòa C nhưng mà tính về trận thì bên game TV vẫn đang thua một trận thôi. Thua một trận với tỷ số là cái bao nhiêu thì tôi cũng chẳng nhớ.